Trong hơi thở có nồng độ cồn 0,909mg trên 1 lít khí thở, không đội mũ bảo hiểm và cùng 4 thanh niên khác liên tục lạng lách đánh võng trên đường, khiêu khích, lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông. Sa Việt Hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hôm đấy em có uống rượu rồi, là xong em có những hành động và lời nói sai. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý những thanh niên vi phạm giao thông. Tùy theo tính chất và mức độ và các biểu hiện của các đối tượng, thì đội cảnh sát giao thông công an huyện Mộc Châu sẽ có phương án xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với nhà trường cũng như là gia đình cho các em học sinh ký bản cam kết về việc đó là điều khiển xe mô tô, xe máy điện hoặc là xe gắn máy không lạng lách đánh võng ở trên đường nhằm giảm thiểu tối đa tình hình tai nạn giao thông. Ngoài sự tuyên truyền xử lý của lực lượng công an, thì mỗi gia đình, nhà trường cần có sự phối hợp quản lý giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.